Yo, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Vũ Lít và chào mừng tất cả các bạn đã đến với một cái tựa game khá là mới. Và theo mình thì mình thấy nó khá là hay bởi vì mình đã xem qua cái trailer của cái game này rồi. Game này là game hổ và gà. Theo tiếng Việt, còn theo tiếng Anh thì các bạn có thể gọi là Tiger và Chicken. Thì nếu các bạn thích thì đừng quên bỏ lại một like và đừng quên chia sẻ video cho mình nhé. Mình sẽ làm những tập tập mới nhanh hơn. Nếu như mà tập 1 đạt được 2.000 like mình sẽ nhanh chóng làm tập tiếp theo ấy, bởi vì mình rất là hứng thú với những con gà. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng chơi nhá. Mình chưa có chơi qua đó, cho nên bây giờ mình sẽ bắt đầu luôn. Mình sẽ chọn mức độ khó nhá, thôi đùa thôi, dễ. Mình là chùm của mỡ rồi đấy, chưa đẹp chưa, gà sinh tồn đó hả? Ok, đây là cái câu chuyện về một cái lần gà đó hả. Đầu tiên là một cái trang cổ tích sẽ mở ra. Không ai có thể tin vào một cái huyền thoại. Không ai có thể tin vào một cái huyền thoại đó hả? Mọi người có tin vào những cái thứ và một con gà có thể trở thành một anh hùng được hay không? Đó. Một cái khoảng thời gian rất là dài trước. Nơi rất là tối và nguy hiểm, rất là sâu, sâu, sâu ở dưới vùng đất ngầm. Có một chú gà con đang ngủ đó hả? Đó chính là Vũ Lít, gà sinh tồn. Lẽ cậu, được thôi. Đi đẹp thế. Ai gọi đó? Cốc cốc cốc. Ai gọi đó? Nếu là thỏ cho xem tai, nếu là nai cho xem ngạc. Ấy, bạn gái tới chơi kìa, bạn gái kìa, bạn gái kìa. Rồi, có gì đâu, trong game mình cũng có gấu nhỉ. Đấy, các bạn thấy là đây là cái giao diện của game, nhìn rất là thích đúng không? Mình có thể mở inventory của mình lên đây nè. Đấy, nó có thực sự mình có xem qua cái này nè, cái control nó sẽ chỉ mình một số cái thứ để mình ấn này. Đấy, cho nên mình biết đấy nhá. Ok, đấy thì cái game này nó khá là đẹp và khá là thích hợp đôi mình, cho nên mình rất là thích. Đây, đầu tiên là các bạn gái thì mở cửa. Các bạn thấy là cái tựa game này nhìn nó rất là 3D hả? Và nó một theo một cái phong cách khách hoàn toàn khác so với những cái tựa game mà mình từng chơi, vì thế mình rất là thích cái game này. Và thích nhất là cái khoản gà đấy. Hello. Tinh à? Ok, nó là một cái con gà bị lạc mất gia đình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi với nhau. Let's go. What the fuck, mình bị câm mà. Mình không nói gì hết. Vãi, đi theo nó kìa. Đi theo em ấy kìa. Chết rồi, đưa nhau đi trịch. Em mới đi trịch với anh, mình trịch tới nơi có biển bạc núi xanh. Em ở đâu rồi? Nhảy được nè, hay phết đấy. Rồi. Em ơi, cái gì đấy? Đù, mình có bạn mới rồi nè. Cái gì đấy? Ui. Quái vật à? Vãi, con này dắt mình đi đâu vậy? Đây là một cái căn phòng. Ai, nó dắt mình vào cái chỗ này rồi, chết mẹ rồi, bị gái dụ rồi. Mẹ, gà sinh tồn mà sao cứ để gái dụ này. Ê, có gì đây? Hang kia, hang kia. Nó đã từng thấy nó trước đó rồi à? Và chúng ta có thể chơi nó như một cái kèn à. Chúng ta nhìn bạn gái Vulit thổi kèn này đấy. Bạn gái Vulit thổi kèn hay chưa? Phải nồi. Bét mỡ thổi kèn rồi. Khoái liền, Vũ Lý thấy bạn gái thổi kèn khoái liền. Phê. Ôi cái gì đấy? Cái what? Ui, cua à? Tôm à? Cái gì con này, con ốc à? Chết mà, không biết con ốc hay con gì đây. Hiếp, hiếp, hiếp nó, hiếp nó. À, hiếp, hiếp nó, nhầm, hép nó, hép nó. Mày, mày nhờn này. Ui rồi, chúng ta có gì đây? Đấy. Con này là con ốc thành tinh mạo rồi, nó có râu kìa, vãi nồi, có sừng nữa chứ, vãi cả ốc có râu còn có sừng nữa. Ấy, con này là con cá sấu à, vãi cá sấu mà đệ con ốc luôn, các bạn thấy chưa? Ốc này mạo thành tinh mạo rồi, ốc nghìn tuổi. Thằng khốn nạn. Ôi vãi.
Ôi chết rồi, nó thả mình xuống giếng rồi. Nó thả con kia hay thả mình xuống giếng vậy? Và nó cưới con gà kìa. Nó cưới con gà mái kìa, trời ơi. Ê, mình là con gà đực đúng không? Ê, mình nè, ơ, không chết. Chúng mày quên rồi à? Tao có thể nhảy trên Skypier nhảy xuống mà tao không bị đau mà. Mày ném tao chỉ dưới cái giếng xuống mà sao tao đau được? Đây là cái sáo của con nhỏ kia, nó vừa thổi thổi à, đây cái kèn nhỏ kia nó vừa thổi kèn cho mình xong. Vãi tiếc quá thì lại bị bắt. Hỏi mình có thể, mình không có vũ khí gì nha các bạn, thì thấy mình không có vũ khí thì mình có thể được cộng điểm mà không cộng điểm được luôn. Mình có thể phá được những cái này không? Mình có chiêu nè, mình có thể đánh cho những cái này không? Đấy, mình có thể đánh những cái này nè. Bây giờ mình sẽ đi tìm đường để thoát ra khỏi đây. Ok, đây toàn xương này. Trời ơi, bất rất nhiều người bị quăng ở đây rồi nhưng mà nó chết, mình chưa không chết. Còn gì đây? Scream. À, nó sẽ như kiểu là nó you need a weapon. À, mình có một cái vũ khí nè, cái chân gà what? Xương cái xương cái chân gà what the fuck, sao mình lại cầm cái chân gà đánh nhau? Lấy tạm đi. Đây mình sẽ đeo nó vào. Continue. Mình có thể bỏ nó vào đây đúng không? Được rồi, có hàng, có hàng. Bây mình sẽ ra mình đánh con sâu bọ này. Ok. Mày nhờn vũ lít à? Ok. Mình đang để hai setting cho nên chắc là nó hơi lắc không, nhưng mà FPS vẫn 60 mà ta. Mày nhờn vũ lít. Nhờn với cả sinh tồn hả? Đậu phộng. Đậu, còn con này nữa. Mày nhờn. Ok, có cái giường nè. Giữ ấn cho cách để mở. Ngon, có gì trong không? Có được 3 bình máu kìa. Mình có thể ấn số 1, 2, 4, 5, 6. Hello. Cuối cùng sau nhiều năm thì mày nghe thấy cái gì không? Nói gì nhỉ? Mày có thể nghe thấy tao nói không? Nó là một cái thằng xạo lìn. Nó cần mình giúp đỡ để rời khỏi cái hang này. Nó có thể gì? Cầm cái xương mà bay xung quanh, what the fuck? Rồi mình phá cái này ra để giúp nó. Ok. Nó lại được trở lại tự do rồi. Nó nhớ cái cơ thể của nó. Cảm ơn anh bạn trẻ. Bây chúng ta cùng nhau rời khỏi cái hang động này thôi. Nó sẽ bảo vệ mình rồi. Nó sẽ bảo vệ mình ấy. À, shield à? Năng lượng của nước à? Thứ nào? Wow, chất. Ê. Mình có thể sử dụng cái năng lượng của nước này à? Ê, có quái. Năng lượng của nước. Chết mẹ chưa hồi. Không sao, anh mạnh mà. Cần gì năng lượng của nước đâu. Đồng thế. Chạy. Cờ hó này. Anh hit run là chất con ngựa nó chơi luôn. Nhơn này. Ê, nó đánh tôi. Ê, nó đánh gà. Siêu ngay. Lên cấp kìa. Mình lên cấp 2 mình có thể nâng skill nhá. Thế nào, mình có thể nâng mấy cái này nè. Mình sẽ nâng sức mạnh gì đấy. Và mình có thể nâng được những cái gì ở ngoài đây nữa không? Mình có thể nâng sức mạnh, à, mấy cái này chưa có à. Mình có thể nâng được mấy cái sức mạnh này, phòng thủ này và cái này thì tăng khả năng hồi máu à. 6 điểm trên 1 giây. Cái này thì có thể đánh stun à. 2% đánh stun à? Vãi nồi. Mình không rõ lắm nhá. Không rõ lắm nhá. Họ đánh cái này. Cái game này dễ thương các bạn ơi. Mình thích game này, mình cũng thích gà nữa. Thích gà ghê. Ui, sao mà mạnh thế? Ơ kìa. Mình đánh cái kia. Ui vãi. Ui, đánh lan à? Đù, nâng cái chiều đánh lan luôn, ngon. Phá cái này đã. Ủa. Không phá được cái này à? Ủa. Hello. Mày chạy đâu con sâu bọ này? Con sâu bọ này sao chúng mày lại tồn tại dưới đây nhỉ? Ui chết rồi. Sao đi qua đây đây? Ui, bong bóng nước không? Cẩn thận đấy. Lava đã có thể khiến mình chết đấy. Kích hoạt năng lượng của nó.
nó sẽ bảo vệ mình khỏi lava, nhưng mà phải nhanh lên nhá. Mình đi qua lava được rồi, trời. Ê, chết. Vãi, đi qua rồi, vãi. Mày có nó bảo vệ được một chút á. Có thể làm được ư? Tao nghe thấy gì đó ở gần đây. Gì đấy? Ồ, một cái người vẫn còn rất là trẻ. Và anh ta đã làm được điều đó. Có thể là ông này nhìn bí ẩn đấy nhỉ. Nhưng mà hình như ông là gà mỡ luôn đấy. Được, gà sinh tồn, chất chưa? Vài năm sau. Đù mày nhỉ? Đù đầu phụ. Mình có võ rồi, chết rồi. Shaolin, sao lại cứ này nó Shaolin đấy nhỉ? Mình không có thể dịch được hết đâu nhá, nhưng mà mình sẽ cố gắng bám theo cái cốt truyện để mình chơi. Khả năng dịch của mình nó kém lắm. Bây có thể phá được nhiều thứ ở trong một tuần. Chúc mừng, chúc mừng. Mình bị câm mà. Nó kêu là nhớ những cái cô gái mà hồi bé của mình ấy, mà mình sẽ không thể quên được cô ấy. Cô ấy sẽ vẫn còn ở đây. Chúng ta là gà và chúng ta không thể làm được những cái điều tuyệt vời. Nhưng mà mình bị câm mà. Đấy các bạn nghe này. Trời ơi, mình bị câm. Tại sao nó không cho con gà của mình nói? Thì có vẻ như câu chuyện thế này, mình là con gà bị câm mà mình bị cả thế giới gà xa lánh, nhưng mà vẫn có một cô gái nó đến chơi mình. Đấy, vì thế mà mình nhớ cô ta suốt cả đời dù cô ta đã bị bắt đấy. Đây là câu chuyện đấy. Không chiến đấu. Không chơi bóng. Không sách. Không có gì hết. Nói gì nhỉ? Enjoy it. But don't you dare to break anything. Và đừng có phá cái gì hết. Yeah, đi phá rồi. Principal Lee still has an eye on you, and that's because you always cause trouble. Hey, listen. Hey. I think there's someone at your door. Có thể mở cửa. Nhiệm vụ. Xem nào, vừa đây nhiệm vụ đây. Continue. Pick up cái gì ở trên cái nhà đá đấy. Cái mình làm cái gì ở trên nhà đá đấy. Cái mình nhặt cái gì ở nhà đá. Xem nào. Mình chưa rõ lắm. Đây phải đi kiếm cái nhà đá hả? Để mà ra thôi. Hello. And someone must have been thinking of you. A delivery is waiting for you at the storehouse. Đấy, nó nói là storehouse to find the storehouse. The things that are so much fun smashing. Nhà đá ở đâu nhỉ? What? Nó đang chỉ cái nhà đá là nhà này á. Cái nhà đấy là nhà đá. Ok, ủa sao mà lắc cái này? Từ đợi một tí nha, nó đang loát đây mà. Được chưa? Ok. Mình có thể phá được cái này không nhỉ? Đây là thế giới của loài gà hả? Mình chả biết. Ê, thằng cờ hóa kia nó cũng lấy đồ kìa. Nó nhặt đồ, thằng kia chắc là một cái võ sinh khác rồi, đậu phộng đó. Nó cũng nhặt đồ giống mình cũng nhặt đồ. Kinh, một đánh một cái này ra bao nhiêu đồ luôn. Chùm mỡ, đây cái nhà đá đúng không? Cái gì sao mà giật lấy, giật lết cái này. Đây, nhà đá đúng không? Hello mấy cưng. Ui ơi. Cái gì vậy? Chỗ này phá vỡ. Ui giời. Hi. Cái gì đây nhỉ? Phá này ra. Hoàn thành rồi. À, bậc thầy của lửa. Vừa lấy là bậc thầy của nước đúng không? Follow me, come. Lại đi theo nó à? Ui, đừng có bắt ông nhảy qua đấy nhá. Rồi, bắt nhảy lên thật rồi. Trời ơi,
Đừng mà, đừng có bắt em nhảy anh ơi. Ôi đi đâu á? Yêu ơi, đừng có bắt em nhảy. Em gà nhất là cái môn nhảy mà anh cứ bắt em nhảy lên. À đây, đừng lên đây. Hự. Ok. Hello, chỗ là chỗ nào đấy? Giống 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 như đền chỗ của thằng Pu trong Kung Fu Panda vậy. Giống chỗ có luyện của thằng Pu ở trong Kung Fu Panda. Sử dụng light up two torches. What? Trong nhiệm vụ là gì nào? Nó vừa nói gì nhỉ? Có hai nhiệm vụ này. Thắp sáng hai ngọn đuốc lên à? Mình biết thắp sáng what the fuck luôn. Đuốc là cái gì? Đuốc đâu? À hai cái này à? Đuốc là cái gì ta? Mình có thể ấn số 8. Một ngọn đuốc mà. Còn một ngọn nữa. Ủa đây như có mỗi cái đấy. Đây. Đợi tí nhá. Thắp sáng đuốc rồi. Ok. Mình có thể ấn số 8 để đốt lửa đúng không? Mình có thể đổi chiêu nè. Mình sẽ ấn số 8 để dùng chiêu lửa để thắp sáng ngọn đuốc này. Ok. Xong chưa? Nhìn xung quanh đi. Đây là một cái truyền lịch sử có thật. Đây là ai đấy? Ghê vậy. Đây chắc chùm cuối mà rồi. Trái tim cái gì tiếng gọi của hổ á. Tìm lại tình yêu nó bị mất. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ đi tìm lại những cái thứ đã mất của chúng ta. Tìm lại cô gái đã thổi kèn cho ta. Gì mang nó về cho tôi là sao? Lấy cái gì và mang nó về cho thằng đấy ta? Mình nghe không rõ lắm. Nó kêu lấy cái gì và mang cho nó. Tìm cái... Đây chắc ở đây rồi, chắc cái gì đó ở đây rồi. Liên quan đến mấy cái này chỉ có ngoái ngoái. Cái này ngoái ngoái này. Đây à. Is hidden inside the prayer wheel, but the wheel is spinning too fast to get it out. Get it out. Đây à. Oh. Cái gì ấy nhỉ? Yeah. Ngọc à? Yes. This is one of the tablets. Hold it closer to the light. Oh. Oh no! What have you done, you clumsy fool? Làm gì? Now you'll never learn the secret techniques. What? Một số từ mình không có dịch được. Bạn nào dịch được thì cố gắng dịch nhá. Nó chỉ đùa thôi. Nó sẽ dạy mình cách để focus. Nghĩa là mình sẽ nó sẽ dạy mình cách để mà là chả như kiểu là đỡ đòn xong rồi phản lại đấy. Cái đấy gọi là focus. Ok, mình có thể học, mình có thể focus bằng đấy, focus bằng cái việc ấn chuột phải ấy. Mình không hiểu lắm. Rồi đi thôi. Lại mang cho nó cái gì đấy? Chắc mang nó cái đỏ đỏ hay chắc luôn. Chứ còn gì nữa, một cái xanh ở bên là cái đỏ rồi. Không phải à? Tìm cái... Để cứ tìm cái gì cho nó đấy. Trời, mày muốn tao tìm cái gì? Từ từ đợi mình tí nha, mình xem mà. Nó kêu lấy cái gì nhỉ? Sạo lìn gì đấy? Listen and... Ủa? Nó kêu học cái gì mà? Nó kêu tìm cái gì về cho nó đấy. Để từ từ mình đi kiếm cái gì về cho nó nào. Trong đây thì không có gì hết, chỉ có mỗi cái hai cái vòng xoay thôi thì... Cái này không phải thì cái này... Phải chăng? Nhưng nó rất là nhanh, nó chạy... À hiểu rồi. Đây. Đấy. Trời ơi.
Đấy, mình có thể dùng cái chiêu counter để mình lấy rồi ạ. Đấy, lấy được rồi. Yeah. Technique of sequenced attacks. By specially timed and coordinated attacks, you can synchronize impetus as well as traction and recoil forces, enabling you to well, you're not going to get it anyway. Just attack several times in quick succession and try to find the rhythm. Then the strikes will become more powerful. Đây bắt đầu như kiểu là sẽ bắt đầu cho sức mạnh phải. Did you not pay any attention? Just attack several times. Thế rồi mà. What? Bây giờ phải đi đâu đây? Đừng có nói là hết nhiệm vụ nha. Nhiệm vụ là gì? Ủa? Bây giờ phải làm gì đấy? Đánh cái gì? Nó kêu là đánh cái gì đấy? Đánh cái này à? Không, đánh cái gì á? Cho con thoát vào đây đi, trời ơi. Không, không biết giờ, không mình chịu luôn, không biết làm gì luôn. Nó kêu là thôi đi ra khỏi đây được không? Thoát ra đi. Không ra khỏi đây luôn cơ mà. Mình có thể thoát ra khỏi đây không? Không thoát ra được. Bây giờ làm cái nào để thoát ra đây đây? Từ từ, nó kêu là đánh cái gì á? Cái nhiệm vụ nó không có rõ ràng cái gì hết. Để mình tí nha, để mình cố gắng xem không. Cái mở đó. Để lên đọc lại nhiệm vụ nào. Đây. Đi tìm cái vần gì. Cứ đi tìm cái vần gì đó fuck. Mình giờ biết tìm cái gì đấy. Đừng có nói nữa. Trên đây còn cái gì đâu tìm nhỉ? Tìm cái gì đây? Ồ hay. Trời ơi. Còn cái gì đâu mà tìm. Cả một cái chỗ bé tí thế này thì chả có gì để tìm ấy. Có một ông Master Pang mà. Xem nào. Không đi ra là nhỉ? Phải tìm cái gì nhỉ? Nó kêu đi tìm cái gì đây? Tìm cái điếu gì nhỉ? Oh, what the fuck? Đừng đá như nó ra. Grace, cẩn thận. Gì vậy? Ui, hàng. Câu tờ nó. Nhân. Thật là tuyệt vời. Chết rồi, chết mẹ thầy, bắt được rồi. Thầy bắt quả tang rồi. Ông kêu là mình không được phá phách cái gì hết. Rất xin lỗi. Master Chi Ken left us after the Emperor's armies razed all the other monasteries. We are chickens. Chúng ta là gà. Chúng ta không có đánh nhau. If there is danger, we run away, screaming in all directions. Nếu mà gặp một cái gì nguy hiểm thì hãy như kiểu là hét lên và chạy ra khỏi đấy. Vãi. Sao ông lại nhát thế? And it will never return. Hãy cút ra khỏi đây và đừng bao giờ đi quay trở lại. Nhưng mà tôi muốn đi tìm cái con tinh tinh nhá. I know that look in your eyes. You still want. Mày vẫn muốn tìm cái cô gái đấy à? Well, I'm not going to support you. Nó sẽ không giúp đỡ mình nữa. The only one who could truly help you would be Master Chi Ken. So, if you want to descend into the Ghost Dragon Forest to search for the master. Bây giờ phải đi tìm cái con rồng rừng à, Dragon Forest. But my blessing for this daft quest I'll give you not. And I warn you, the Ghost Dragon Forest is a dangerous and cursed place. Oh, if only someone would actually listen. Listen to me. Rồi lại có nhiệm vụ mới rồi. Hello. Nói chuyện cái nào. Bóng ma của rồng rừng à.
đi ra được vào đây rồi. Ok, đẹp thế. Các bạn thấy đẹp không? Game này nhìn nó bự bựa và đẹp lắm ấy. An old shrine of exchange. In the old days, traders would deposit items here, which would be useful to warriors in need. Cần cái gì? Một cái chiến binh cần cái gì? Cần tiền á, vãi. Cái này có co-op này các bạn ơi. Ok, và chắc là chỗ này chỗ xếp game à? Chắc là mình sẽ dừng tầm này đây nha. Và nếu các bạn cảm thấy thích cái series này á, thì các bạn đừng quên bỏ lại một like và đừng quên chia sẻ video cho mình nhé. Nếu mà tập này mà đạt được 2000 like, mình sẽ làm tập tiếp theo nhanh chóng cho các bạn xem. Ok, và hy vọng là các bạn sẽ thích nhá. Mình có thể nâng mấy chiều đây không? Ủa, rồi mình đã nâng chiều rồi nè. Ok, thì chắc là mình sẽ dừng ở đây được rồi, bởi vì mình nghĩ là nó đủ rồi. Ok, mình sẽ xem có nâng được gì nào. Quay trở lại cái ngôi nhà của mình và ok, mình sẽ tập sau sẽ làm tiếp nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn lại các bạn vào tập sau. Bye bye.